nằm trong kế hoạch triển khai các chương trình dự án nhằm đưa môn hockey đến gần hơn với cộng đồng. Sáng ngày 13 tháng 4, Liên đoàn Hockey Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo và ra mắt học viện mới. Dù là một môn thể thao còn khá mới lạ với người Việt Nam, nhưng bằng sự nỗ lực của mình, những người đứng đầu của liên đoàn đã từng bước quảng bá rộng rãi môn này đến với người chơi thể thao, qua đó giúp tạo động lực để phát triển phong trào hockey ngày càng lớn mạnh hơn. Bên cạnh đó, việc thành lập Học viện Frost Hockey Academy được đánh giá là một quyết định táo bạo. Vì ở thời điểm hiện tại, để có một nơi chuyên nghiệp và đầy đủ các trang thiết bị cho các vận động viên luyện tập là điều không phải dễ dàng. Thứ nhất là việc ra mắt cái liên học viện hockey, thứ nhất là nằm trong cái chủ trương mà của nhiệm kỳ 1 của Liên đoàn Hockey Thành phố Hồ Chí Minh. Nó rất là quan trọng tại vì chúng ta sẽ đào tạo được nguồn vận động viên để các vận động viên tham gia được cái giải có nguồn tham gia được các giải quốc tế sắp tới. Thứ hai là khi mà mình đào tạo vận động viên thì có thể được phổ biến rộng rãi hơn, tất cả mọi người cùng biết đến hockey và cùng tham gia vào hockey. Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Hockey Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp tác đào tạo cùng Liên đoàn Hockey Kuala Lumpur. Đây chắc chắn là một tín hiệu tích cực dành cho những ai yêu mến bộ môn thể thao này. Bởi lẽ Malaysia là một trong những quốc gia có nền hockey khá mạnh của Đông Nam Á. Tại đây, các vận động viên sẽ có cơ hội giao lưu và cọ sát với nước bạn nhằm tích lũy kinh nghiệm cũng như phục vụ cho quá trình thi đấu trong tương lai. Như các bạn cũng biết thì Liên đoàn Malaysia là một trong những đội tuyển rất mạnh tại Đông Nam Á, châu Á và đặc biệt là thế giới. Vì ký được cái Liên đoàn Hockey Kuala Lumpur tại Malaysia, đó là một dấu ấn đặc biệt quan trọng đến Liên đoàn Hockey Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thứ nhất là mình sẽ được trao đổi, họ sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm huấn luyện, đưa ra những cái tiếp cận với hockey tình hình trên thế giới hiện nay. Thứ hai là họ sẽ trao đổi hợp tác, tại vì bên liên đoàn sẽ với Malaysia sẽ có những cái cuộc trong năm sau sẽ có những cái campaign trao đổi giữa các vận động viên với nhau để mà cho Việt Nam được rèn luyện, được tiếp cận được cái môi trường hockey. Để tiếp lửa và tạo sự vững tin cho các vận động viên, nhãn hàng Camito đã đồng ý tài trợ trang phục cho đội tuyển hockey Việt Nam trong những giải đấu sắp tới. Hy vọng rằng với những sự chuẩn bị nghiêm túc và bài bản này, hockey tại Việt Nam sẽ thu hút được nhiều người lựa chọn để tìm hiểu và tham gia tập luyện.